trừ y nhỏ hơn 3. Rồi. Sau đề bài nó bảo là ngọn S là miền nghiệm của hệ bất phân nhánh đã cho và tính diện tích của S. Đó, tính diện tích S của miền nghiệm. Có nghĩa là cái miền nghiệm của mình nó sẽ là một cái hình tứ giác hoặc là một cái tam giác, chắc là một cái tam giác, thầy đoán là một cái tam giác. Đó, sau đó thì có thể là tứ giác, có thể là tứ giác. À, sau đó mình sẽ tính cái diện tích của cái tam giác hoặc là cái tứ giác đấy. Thì đầu tiên đó là mình sẽ xác định miền nghiệm nó là cái gì, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi giải từng cái, tìm miền nghiệm của từng cái bất phương trình một. Đó, thì bây giờ mọi người vẽ một cái hệ trục tọa độ vào trong vở, đúng không? Và vẽ to một chút vì đây bài này có tận bốn cái bất phương trình nên là nó sẽ cũng sẽ khá là rối đấy, nên là mình sẽ phải vẽ to lên một chút xíu. Rồi, đây là câu gần như là chắc chắn có trong đề thi giữa kỳ rồi. Không 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 để tránh đi được. Chắc chắn là có một câu giải miền nghiệm này. Một câu có thể là câu này giải giải miền nghiệm xong rồi tính diện tích của miền nghiệm. Và có một câu nữa đó là câu tìm min max, tìm min max của một cái biểu thức, xong đó khi khi mà đề bài cho một cái hệ bất phương trình như này. Đó thì có nó sẽ có thường là sẽ có 3 dạng bài. Đó thì đây là câu tính diện tích, đúng không? Thì đầu tiên này, thầy gọi cái này là số 1 nhá. Thầy gọi là cái này là cái số 1, cái này là cái số 2, đây là cái số 3, cái này là cái số 4. Nào bây giờ mình sẽ cùng nhau đi tìm miền nghiệm của bốn cái này. Thì đầu tiên cái số 1 trước. Để mà tìm miền nghiệm của cái số 1 thì các bạn sẽ vẽ cái đường thẳng gì trước nhỉ? Có nhớ không? Có nhớ là để tìm miền nghiệm thì mình làm như nào không? Đầu tiên đó là mình vẽ đường thẳng x trừ y, đúng không? X trừ y. Các bạn chuyển trừ 2 sang về bên này nhá, chuyển trừ 2 sang về bên này nhá, thành cộng 2 bằng 0, đúng không? Đó, mình sẽ vẽ cái đường thẳng D1 này. Đó, bởi vì cái D1 này nó sẽ là cái ranh giới giữa cái phần lớn hơn không và phần nhỏ hơn không. Và mình cứ vẽ cái đường này trước, sau đó thì mình sẽ xem là mình lấy phần nào của thỏa mãn cái bất phương trình thứ nhất. Đó, để vẽ cái này đúng không? Thì mọi người sẽ lấy 2 điểm xy. Dạy mọi người rồi. Đó, để đây là cái đồ thị của cái hàm số này, nó một đường thẳng. Mà một đường thẳng thì mình chỉ cần lấy 2 điểm ra thôi là mình có thể vẽ cái đường thẳng ấy ra rồi. Thì lấy 2 điểm nhá, và thường là mình sẽ lấy x bằng 0 và y bằng 0, đúng không? X bằng 0 mọi người lắp vào đây, y bằng mấy nhá? Y bằng đâu? Âm 2 đâu? Âm 2, y bằng 2 nhá. Y bằng 0 lắp vào đây, x bằng -2, đúng không? Vậy thì ở đây mọi người sẽ lấy điểm 0 2. X bằng 0, y bằng 2. Đây. X bằng 0, y bằng 2 nằm trên trục OY. Và x bằng -2, y bằng 0, x bằng -2 ở vị trí này. Rồi. Và mình có được đường thẳng D1 là đường thẳng này. Đây. Rồi. Thế đây là D1. Rồi. Thì cái D1 này nó sẽ là cái ranh giới. Cái ranh giới, đúng không? Nó sẽ chia cái phần này ra thành hai phần, là phần lớn hơn không hoặc nhỏ hơn không. Thì bây giờ mình xem là mình cần phải lấy phần nào đây. Đấy, mình sẽ lấy nửa mặt phẳng phía dưới hoặc là mình sẽ lấy nửa mặt phẳng phía trên. Thì bây giờ mình sẽ xem mình lấy điểm nào. Thì bây giờ các bạn thử điểm thay mình hay thử điểm ô không không, đúng không? Mình hay thử điểm ô không không. Thì bây giờ mọi người thử điểm ô không không vào đây và bất phương trình số 1 này thì xem nó có thỏa mãn không. X bằng 0, y bằng 0 này thì 0 trừ 0 là bằng 0, đúng không? 0 lớn trừ 2 có đúng không? 0 lớn trừ 2 đúng, đúng không? Vậy thì mình sẽ lấy nửa mặt phẳng có chứa điểm ô. Mình sẽ lấy nửa mặt phẳng có chứa điểm ô, nghĩa là mình sẽ lấy nửa dưới. Mình sẽ lấy nửa mặt phẳng phía dưới và mình bỏ đi nửa mặt phẳng phía trên, đúng không? Bỏ thì mình gạch nhá. Bỏ thì mình gạch. Đó, mình sẽ bỏ nửa đi. Bỏ mình sẽ bỏ đi nửa mặt phẳng phía trên như này. Rồi. Tiếp theo, cái bức hình số 2. Bất phương trình số 2 đó là x lớn không. X lớn không thì đầu tiên đó là mình sẽ giải. Đồ, luôn luôn nhá, luôn luôn mình sẽ vẽ bằng 0 nhá. Cả bốn cái này đầu tiên mình sẽ vẽ cái đường thẳng bằng 0. Nghe mọi người thay hết cái dấu lớn hơn nhỏ hơn này bằng dấu bằng. Vậy thì ở đây đầu tiên đó là mình sẽ vẽ cái đường x bằng 0, đúng không? Mình sẽ vẽ đường x bằng 0. Và cái đường x bằng 0 này thì thầy đã nói cho mọi người rồi, x bằng 0 chính là trục gì nhỉ? X bằng 0 thì chính là trục OY nhá. X bằng 0 thì chính là trục OY đấy. X bằng 0 thì chính là trục UI. Đó, thì trục UI đây. Trục UI của mình chính là cái đường thẳng D2. Đó, gọi là D2 nhá. Thì D2 chính là trục UI. Rồi. Và ở đây thì mình chả cần phải thử X lớn không. Vậy thì bây giờ đây trục UI đây. Trục UI sẽ chia cái mặt phẳng ra thành hai phần, phần bên trái và phần bên phải.
Vậy thì bây giờ mình lấy phần bên trái hay phần bên phải? X lớn không? X lớn không? Chả cần phải thử điểm luôn. Lớn không thì mình phải lấy phần nào nhỉ? Bên trái này, bên phải hay bên trái? Bên phải đúng không? Bên phải là phần có x lớn không nhá. Bên phải là phần có x lớn không? Vậy thì mình bỏ đi hết phần bên trái. Thì mình bỏ đi hết phần này. Bỏ đi hết phần bên trái, bỏ đi hết phần này. Đó. Tiếp tục. Cái số 3. À, tất nhiên là thầy đang trình bày nó ngắn gọn thôi. Ừ, hỏi đi. Gì đây? Cái gì? Không, ở đây y bằng 2 chứ em. X bằng 0 mà. Y làm sao? Hai chứ em. Trừ mà. X bằng 0 lắp ở đây hết mất hết sạch x không? Chuyển trừ y sang phía này thành y không? Y bằng 2 chứ. Nói trừ 2 được đúng không? Nhầm nhầm đấy. Cẩn thận nhá, đi thi nhầm nhầm thế là toang đấy nhá, là sai hẳn câu này đó. Rồi, tiếp theo đường số 3. Đường số 3 đó là mình vẫn vẽ cái đường x cộng 3 bằng 0. X cộng 3 bằng 0 đúng không? X cộng 3 bằng 0. Rồi, thì ở đây thì cái đường này thì các bạn thầy nghĩ là mọi người nên đưa về dạng là x bằng trừ 3 nhá. X bằng trừ 3. Đó, x bằng trừ 3. Thì cái đường x bằng trừ 3 là đường thẳng như thế nào? Cũng đã dạy mọi người rồi. X bằng trừ 3 sẽ là một đường thẳng thẳng đứng xuống. Thẳng đứng xuống và đi qua điểm trừ 3. Thẳng đứng xuống và đi qua điểm trừ 3. Điểm trừ 3. Điểm trừ 3 nó ở vị trí này đúng không? Trừ 3 nó ở đây. Bắt đầu cảm giác có vẻ cảm giác có vẻ hơi sai đúng không? Rồi, cứ kể nữa, cứ kể bình thường đã rồi mình nói chuyện sau. Đây, đường này đường x bằng trừ 3 nhá. X bằng trừ 3 đường là thẳng đứng xuống và đi qua điểm y x đi qua điểm trừ 3. Đó, cái điểm y bằng trừ 3 thì ngược lại nhé, nó sẽ là nằm ngang và đi qua điểm trừ 3. Còn x bằng trừ 3 nó là đường thẳng thẳng đứng xuống đi qua điểm trừ 3. Đây, đây là đường x bằng trừ 3 này, đây là D3 nhé, gọi đây là D3. Gọi đây là D3. Rồi, ở đây mình cần là ở đây mình cần là có thể chuyển cái 3 sang phía bên này là mình sẽ được là x nhỏ hơn trừ 3 đúng không? Ở đây mình sẽ cần là x nhỏ hơn trừ 3. Đó, cái này này, là x nhỏ hơn trừ 3. Vậy đây là x bằng trừ 3 nhé, đây là x bằng trừ 3 này. Thì mình nó sẽ chia mặt phẳng ra thành hai phần, phần bên trái và phần bên phải. Ở đây mình cần x nhỏ hơn trừ 3, vậy thì mình sẽ lấy phần bên trái, phần bên phải. Bên trái đúng không? Mình sẽ lấy phần bên trái và mình bỏ đi phần bên phải ở đúng không? Bị sai, có bị sai đây. Mọi người nhìn thấy là bây giờ mà thầy mà bỏ đi hết phần bên phải thì nó coi như là bỏ đi hết mọi thứ rồi đúng không? Bỏ đi hết cả miền nghiệm rồi, trả miền nghiệm mình chả còn cái gì nữa cả. Vậy thì ở đây chắc là nó phải là x trừ 3 đấy. Sửa đề một tí nhá, chắc là x trừ 3. Trừ 3. X trừ 3 như này thì nó mới hợp lý rồi. Ok nhá, x trừ 3 nhỏ hơn không? Vậy thì ở đây mình sẽ được là đây là x trừ 3 đúng không? Thì đây là x bằng 3. X bằng 3 thì bây giờ mình vẽ lại cái đường, không phải vẽ đường x bằng trừ 3 nữa, mình vẽ đường x bằng 3. Đấy, bỏ đi cái đường này nhá. Thôi rồi, đằng nào nó cũng trong phần bỏ rồi. Đây, x bằng 3. X bằng 3 là đường thẳng thẳng đứng xuống và đi qua điểm 3. Đây, đây là 3 đúng không? Thì nó sẽ thẳng đứng xuống. Như này. Đó, thì đây chính là đường thẳng x bằng 3. Gọi đây là D3 nhá. Rồi, ở đây mình sẽ có được là chuyển sang là x nhỏ hơn 3 đúng không? Nhỏ hơn 3 thì mình sẽ lấy phần bên bên trái đúng không? Và mình bỏ đi phần bên phải. Thì bây giờ mình bỏ đi phần bên phải. Đúng không? Câu này chắc là nó phải là x bằng 3 đấy. Thì nó mới hợp lý đúng không? Tiếp theo cái đường này đường số 4 x trừ y số 4 x trừ y nhỏ hơn 3 thì ở đây mình sẽ là x trừ y trừ 3 bằng 0 đúng không? Đó, mình sẽ luôn vẽ đường bằng 0 nhá, mình sẽ luôn vẽ đường bằng 0. Ở đây mình sẽ lấy 2 điểm thôi, ở đây mình sẽ lấy 2 điểm. Đó, những cái đường đặc biệt, ví dụ đường đường x bằng 0 hay đường x bằng 3 thì mình có thể vẽ được luôn. Còn những cái đường mà nó có đầy đủ x y ở đây thì mọi người lấy 2 điểm nhá. Mọi người lấy 2 điểm và thường là mình cho x bằng 0 và y bằng 0 đúng không? X bằng 0 thì ở đây mình có được chuyển y sang về bên này. Mình sẽ được là y bằng trừ 3. Y bằng 0 mọi người lắp vào đây mình được x bằng 3. Vậy nó sẽ đi qua điểm 0 trừ 3. 0 x bằng 0 y bằng trừ 3. X bằng 0 y bằng trừ 3 ở vị trí này. X bằng 3 y bằng 0. X bằng 3 y bằng 0 là ở vị trí này. 30 ở vị trí này mọi người nối lại thôi. Nối lại.
Rồi. Nào, thì bây giờ mình sẽ lấy nửa phía trên. Nửa phía trên đây là gọi là D4 nhá. Đây là D4. Mình sẽ lấy nửa phía trên hay nửa phía dưới. Thì bây giờ mình thử điểm O không không đúng không? Nếu điểm O không không thỏa mãn, nếu điểm O không không thỏa mãn thì mình sẽ lấy nửa phía trên. Còn nếu O không 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 thỏa mãn thì mình sẽ lấy nửa phía dưới. Thì bây giờ mọi người lắp không không ở đây. 0 x bằng 0 y bằng 0, nhẩm luôn nhá, không cần phải nói nhá. X bằng 0 y bằng 0 này. X bằng 0 y bằng 0 thì là 0 nhỏ hơn 3 có đúng không? 0 nhỏ hơn 3 đúng đúng không? 0 nhỏ hơn 3 đúng, vậy thì mình sẽ lấy nửa trên. Mình sẽ lấy nửa trên. Đó, mình sẽ lấy nửa có chứa điểm O mà, điểm O thỏa mãn thì mình sẽ lấy nửa có chứa điểm O. Thì bây giờ mình bỏ đi nửa dưới. Bây giờ các bạn bỏ đi nửa dưới như này. À, hình bình hành đúng không? Như này. Rồi, vậy thì nhìn vào đây mình sẽ thấy được là miền nghiệm. Miền nghiệm của mình nó là cái phần không bị gạch. Miền nghiệm của mình sẽ là cái phần không bị gạch. Đây nó là đây. Nó là một cái hình bình hành. Nó là một cái hình bình hành. Rồi. Mình ảnh hình thoi nhỉ. Đoạn này nào, đoạn này bao nhiêu được các bạn nhỉ? Cái đoạn này cái cạnh này bao nhiêu thì đặt đây là đỉnh nhá, thì đặt đây là A nhá. Đây là B nhá. Đây là C nhá, đây là D nhá. Đầu tiên đó là mình khẳng định rằng miền nghiệm của mình đó là tứ giác đã, mình khẳng định nó là tứ giác đã, ABCD đã. Và xem và sau đó mình sẽ xem cái tứ giác này nó là hình gì. Thì đầu tiên mình đó là mình khẳng định rằng miền nghiệm là tứ giác ABCD như hình vẽ, mở ngoặc hình vẽ. Rồi, và sau đó mình sẽ xem ở đây là hình gì, xem đây là hình gì. Thầy đang hơi nghi ngờ nó là, thế nó cảm giác nó hình bình hành rồi. Bây giờ xem nó có phải hình thoi không. Nó là hình bình hành rồi đấy, nó là hình bình hành rồi, xem có phải hình thoi không. Thì bây giờ nào, bây giờ thầy muốn mọi người tính giúp thầy một số cạnh ra để mình xem là đây là hình gì. Thì đầu tiên đó là cạnh AD trước nhá. Cạnh AD trước thì cạnh AD bằng bao nhiêu? AD dễ tính này. AD bằng 7 nhá. Bằng 5 bởi vì đoạn này bằng 2 đúng không? Đoạn này bằng 3 này. Đó, đoạn dạng thẳng thì mình không lấy số âm nhá. Mình không lấy số âm, đoạn thẳng mình không lấy số âm. Vậy đoạn này 3 này, đoạn này 2 là 5 đúng không? À, 5 tiếp theo nào. Cái đoạn BC này bao nhiêu nào? Đoạn BC này. Cái đoạn BC này thì đoạn này bằng 5 này, BC thì ở đây cái điểm B này mình chưa biết đúng không? Cái điểm B này mình chưa biết thì bây giờ mọi người tìm giúp thầy cái tọa độ điểm B này đã. Tìm giúp thầy cái tọa độ của cái điểm B này. Đó thì ở đây mình có được điểm A là 0,2, điểm D có rồi, điểm C có rồi, cái điểm B này mình chưa có này thì mình tìm nốt cái điểm B này là mình có được cái cả 4 điểm ABCD và đuôi mình đánh giá nó là hình gì nó dễ hơn thì đánh giá cái điểm B này nhá. Và thầy đã hướng dẫn cho mọi người là cách cái tìm cái giao điểm của hai đường thẳng đúng không? Điểm điểm B này mọi người nhìn vào trong hình nó là giao điểm của đường thẳng nào đấy? D mấy với D mấy đấy? D1 này với cả D3 đúng không? B là giao điểm của D1 với D3. Vậy thì đây mình sẽ có được là B này là giao điểm của D1 cắt D3 thì tọa độ điểm B sẽ thỏa mãn hệ phương trình của D1 với D3. Đó thì tọa độ điểm B sẽ thỏa mãn hệ phương trình D1 với D3. D1 của mình đây. D1 của mình là x trừ y cộng 2 bằng 0. D3 là x bằng 3. Rồi bây giờ đơn giản quá rồi, bây giờ mọi người chỉ việc lắp 3 vào đây thôi. Chỉ việc lắp 3 vào đây thôi. Nếu mà có cả x cả y thì mình bấm máy tính hệ giải hệ, hệ phương trình. Đó, nhưng ở đây thì bài cho x bằng 3 rồi thì lắp vào đây mình tìm được y thôi. Ở đây mình sẽ tìm được y bằng 5. Y bằng 5 x bằng 3 đúng không? Y bằng 5 x bằng 3, vậy từ đây mình sẽ có được điểm B sẽ có tọa độ là 3 5. Điểm B sẽ có tọa độ là 3 5. Vậy thì gióng sang đây là bằng 3, x bằng 3 thì đúng rồi này. X của nó bằng 3 đúng rồi, gióng sang y, gióng sang đây thì nó bằng mấy nhỉ? Y của nó bằng 3. X bằng 3 thôi, y bằng 5 đúng không? Vậy gióng sang đây thì y của nó phải bằng 5 không? Y của nó phải bằng 5 đúng không? Vậy thì đoạn BC, độ dài đoạn BC thì có phải là bằng bằng đoạn này không? Bằng 5 không? Đoạn BC chính là bằng độ dài đoạn này đúng không? Là bằng 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 5 luôn đúng không? Vậy thì ở đây mình có được AB AD bằng 5 này, BC bằng 5 rồi. Mà nói song song với nhau, mà nói song song với nhau, vậy thì ở đây mình có được một cái tứ giác mà có một cạnh vừa song song, một cặp cạnh đối đúng không? Vừa song song bằng nhau, vậy nó là hình bình hành.
Vậy đây nó là hình bình hài. Nó là hình bình hài. Đó, thế được rồi, thì nhận xét nó là hình bình hài thôi là được rồi. Nhận xét nó là hình bình hài thôi là được rồi. Và bây giờ mình sẽ tính diện tích của hình bình hài này ra. Thì mình sẽ có được là diện tích của hình bình hài. Nó cũng có thể là hình thoi nhưng mà không quan trọng để bài nó yêu cầu mình tính diện tích. Nên là tính diện tích của hình hài. Thì hình bình hành thì sẽ hình bình hành thì sẽ không có công thức tính riêng nhé, không có công thức tính diện tích riêng, mà mình sẽ dùng công thức tính diện tích của hình thang. Mình sẽ dùng công thức tính diện tích của hình thang để mình tính diện tích hình bình hành. Thì mọi người có nhớ cái công thức tính diện tích của hình thang không? Đáy lớn cộng đáy nhỏ nhân chiều cao chia 2 đúng không? Đó, đáy lớn cộng đáy nhỏ nhân chiều cao chia 2 đấy. Thì ở đây mình sẽ, các bạn có thể coi như đáy lớn là BC nhá. Đáy lớn là BC, đáy nhỏ là AD này. Đáy nhỏ là AD. Bạn hai cái bằng nhau đúng không? Mình coi một cái đáy lớn nhá, một cái đáy nhỏ nhá. Chiều cao nó cạnh nào nhỉ? Chiều cao nó chính là, đúng không? Chiều cao nó chính là CO đấy. Chiều cao nó chính là CO đúng không? Chiều cao nghĩa là đây, một cái hình thang đúng không? Ví dụ một cái hình thang như này. Thì chiều cao sẽ từ một đỉnh này các bạn hạ vuông góc xuống cái đáy còn lại. Đó thì ở đây thì C cái hai là song song với nhau đúng không? Từ từ C các bạn kẻ vuông góc thì nó chính là CO nhá. Nó CO bằng mấy nhá? CO bằng bằng mấy? Cái gì? 3 đúng không? CO bằng 3 đúng không? CO bằng 3. Rồi bây giờ mình ốp công thức vào này. Dưới hình bình hành thì bằng đáy lớn cộng đáy nhỏ BC cộng với AD nhân với chiều cao là nhân với cả CO chia cho 2. Đó. Và nó sẽ bằng BC mấy nhá mọi người nhỉ? 5. AD bằng cũng là 5, CO bằng 3 chia cho 2. Vậy đây mình sẽ được là 10 chia cho 2 là 5 này, 5 nhân 3 15 đúng không? Và diện tích của cái hình này là 15. B. Nhưng mà câu này sai đề đúng không? Câu sai đề phải sửa đề thì mới nó mới đúng được, phải sửa đề thì mới ra nó là kết quả là 15 được. Cho tổ hợp M ABCD E. Đề bài nó bảo là số tập con luôn chứa cả 3 phần tử, có nghĩa là ít nhất nó phải chứa ABC rồi. Thì đếm số tập con thì thầy hướng dẫn cho mọi người cách đếm số tập con rồi, đếm làm sao không bị trùng nhỉ? À, đếm làm sao không không bị sót, đó là mình sẽ đếm theo cái số lượng, nghĩa là đếm theo cái số phần tử từ ít tới 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 ít tới nhiều nhá, từ ít tới nhiều. Ít nhất là bao nhiêu nhỉ? Ít nhất là ba cái gì? Bắt buộc nó phải chứa ba cái gì nhỉ? ABC đúng không? Ít nhất nó là 3 phần tử. Ít nhất nó tập hợp con có 3 phần tử. ABC thì chỉ có đúng một cái thôi. Tiếp theo là đến 4 phần tử. Tiếp theo đến 4 phần tử. 4 phần tử thì chắc chắn là phải có ABC rồi. Và có thêm một cái nữa là có thể là ABC D đúng không? Hoặc là ABC E. Đó, 4 phần tử. Đó, 3 phần tử đếm xong nhá, 4 phần tử đếm xong, về đếm 5 phần tử có được không? 5 phần tử được nhá. ABC DE luôn, bởi vì ở trong lý thuyết đúng không, mình có được là M là tập con của chính nó nhá, M là tập con của chính nó. Đó, vậy thì tập này cũng là tập thỏa mãn này. Vậy thì đây mình có 4 tập hợp thôi. Sao lại đến mà 8 nhỉ? 4 thôi nhá, Minh Anh sửa vào lúc này nhỉ. Câu số 5 đáp án chính xác là đáp án C. Ok, chữa nhá, nhìn vào đây. Thống kê tại một trung tâm mua sắm có 18 gian hàng bán quần áo, 12 gian hàng bán giày dép và 26 gian hàng bán ít nhất một trong hai mặt hàng này. Hỏi có bao nhiêu gian hàng bán cả quần áo và giày dép? Rồi, thì đây là cái dạng bài tập nói chung là nó là dạng bài tập biểu đồ Venn đúng không? Vào đây, có một số bạn mới bạn ấy chưa được học thì mọi người nốt cho thầy nhá, nốt cho thầy. Nó sẽ hỏi hai, nó sẽ có ở câu số 6 này phần lý thuyết nó sẽ gồm, nó sẽ có hai kiểu hỏi. Một ấy, đó là nó dành cho cái dạng bài tập mà nó chỉ có hai tập hợp thôi. Nó chỉ dành cho bài tập có hai tập hợp thôi. Hai tập hợp. Đó. Thì câu này là câu có hai tập hợp thôi này. Đó, thì ở đây hai tập hợp nó là cái gì? Hai tập hợp ở đây nó là tập hợp các gian hàng bán quần áo và tập hợp các gian hàng bán giày dép. Đó chỉ có hai tập hợp thôi. Thì đây. Đó. Đây là thầy gọi đây là tập hợp A nhá, thầy gọi đây là tập hợp B nhá. Đó thì ở đây A chính là tập hợp chứa các gian hàng
bán quần áo, B chính là tập hợp các gian hàng bán giày dép đó. Và ở trong cái dạng ở trong cái câu mà có hai tập hợp này thì mọi người chỉ cần ghi nhớ thầy đúng một phương trình duy nhất thôi, và các bạn làm được tất cả các bài luôn. Đó là cái phương trình ở đây là đó là số phần tử. Đây bình thường mình hay gọi là môn học đúng không? Bình thường mình hay gọi đây là môn học, thì ở đây thì mình có một cái phương trình là số số phần tử thuộc ít nhất một tập hợp, thuộc ít nhất một tập hợp. Rồi thì cái câu này thầy đang bởi vì đây là đang 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 nói theo kiểu tổng quát nên là trông thì nó hơi phức tạp thôi. Nhưng ở đây thì nếu mà A là gian hàng bán quần áo, B là gian hàng bán giày dép, thì cái phương trình này ý thầy đang muốn nói là cái phương trình đây sẽ là số số gian hàng thuộc ít nhất một trong hai, thuộc ít nhất một trong hai loại là bán quần áo hoặc bán giày dép đấy. Đó, ý thầy đang muốn nói là số số các gian hàng thuộc ít nhất một trong hai cái là bán giày dép hoặc là bán quần áo đấy. Vậy thì có nghĩa là cái số phần tử thuộc ít nhất một trong hai tập hợp nó chính là cả hai phần này, nghĩa là nó sẽ là cả vòng tròn A và cả vòng tròn B cộng lại với nhau. Đó thì ở đây mình sẽ có được là A hợp B nhá, nó sẽ là A hợp B. A hợp B ở đây nó chính là số phần tử thuộc ít nhất một tập hợp nhá, nghĩa là nó thuộc tập hợp A hoặc là thuộc tập hợp B. À, có nghĩa là nó là cả hai hai cái vòng tròn này hợp với nhau đấy, nó là cả hai vòng tròn này hợp với nhau thì nó sẽ bằng số phần tử của tập hợp A. Nó chỉ có đúng một phương trình duy nhất thôi, và mọi người sẽ dùng cái phương trình này để các bạn giải tất cả các bài nhá. Dùng phương trình này để giải tất cả các bài nó dễ lắm. Nó bằng số tập hợp, số phần tử của tập hợp A, nó chính là cả vòng tròn A này cộng với vòng tròn B rồi trừ đi cái phần giữa này, bởi vì phần giữa này mình bị đếm mất hai lần. Vì trong tập hợp A đã đếm một lần rồi đúng không? Bên tập hợp B đã đếm thêm một lần nữa thì có nghĩa là mình đếm cái phần giữa này mình bị đếm mất hai lần. Đó thì mình phải trừ đi một lần nhá, và trừ đi A giao B đúng không? A giao B nghĩa là phần chung giữa A và B đấy. Rồi, và trong cái câu này, ở trong cái bài tập này thì mình ốp số luôn nhá. Ở trong bài tập mình ốp số luôn. 26 gian hàng bán ít nhất một trong hai mặt hàng này. Vậy thì 26 chính là cái A ở B. 26 chính là số phần tử thuộc ít nhất một trong hai tập hợp đúng không? Thì đây chính là 26 này. Bằng số phần tử của tập hợp A, số tập hợp A, nếu A là gian hàng bán quần áo, vậy thì số phần tử tập hợp A là bằng bao nhiêu nhỉ mọi người nhỉ? Điều này cho bằng bao nhiêu đấy? 18 đúng không? B ở đây sẽ là 12. B ở đây sẽ là 12. Và nếu mà trình bày nhá thì các bạn sẽ gọi cho thầy gọi cho thầy gian hàng bán cả quần áo và bán cả giày dép là x nhá. Đây chính là x này. Đó, phần chung mà, A giao B phần chung đúng không? Chính là số gian hàng bán cả quần áo và cả giày dép đấy, nó chính là x. Bình thường khi mà mình trình bày thì mình nên nên có một câu là gọi số gian hàng bán cả quần áo và giày dép là x. Vậy thì nó đây chính là x này, cái này chính là x này. Đó, và bây giờ mình sẽ tìm x thôi. Bây giờ mình sẽ đi tìm x. Và bây giờ mình sẽ có được chuyển x sang về bên này. Chuyển 26 sang về bên này, mình từ x thì mình sẽ bằng 30 trừ đi 26 là bằng 4 đúng không? Vậy thì mình sẽ có 4 cái gian hàng vừa bán quần áo vừa bán giày dép, thì đây là cái dạng bài tập có hai tập hợp. Rồi, thôi nhân thể đã ôn về cái phần này rồi thì mình ôn cả những cái dạng họ nâng cao hơn của câu này, đó là nếu mà có 3 tập hợp. Nếu mà có 3 tập hợp thì sao? Thầy nghĩ là mọi người nên viết 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 lại lý thuyết nhé. Bạn nào mà đã chắc chắn rồi thì có thể không cần phải viết, vì cái này thì buổi trước thì thầy đã cho mọi người viết rồi. Nhưng bạn nào mà chưa nắm vững lắm thì mọi người có thể nốt lại cái này một lần nữa. Một lần viết là một lần nhớ, một lần viết là một lần nhớ mà. Vậy thì nếu có 3 tập hợp. Vậy thì nếu có 3 tập hợp. Đây tập hợp A. Đây tập hợp B. Đây tập hợp C. Rồi. Đó, và thầy luôn luôn muốn cho mọi người là làm thế nào để các bạn chỉ nhớ được một cái thôi và các bạn dùng được cho tất cả các dạng bài. Đó thì ở đây mình sẽ dùng cái phương trình là số phần tử thuộc ít nhất một trong hai tập hợp để mình lập phương trình. Ở đây cũng thế, ở đây mình cũng sẽ làm như thế. Đó là mình sẽ dùng cái dữ kiện là số phần tử thuộc ít nhất một trong hai tập hợp, một trong ba tập hợp. Số phần tử. Cái phần tử ở đây thì tổng quát thì gọi là phần tử nhá, còn trong các dạng bài tập nếu mà là gian hàng thì là gian hàng, còn nếu ở đây là số học sinh giỏi môn toán môn lý môn hóa đây là số học sinh nhá. Đó thì thầy gọi gọi tổng quát là phần tử.
Còn tùy từng bài, có thể là cái phần tử đây là gian hàng, có thể cái phần tử đây là học sinh. Đó, cái phần tử ở đây có thể là cái này cái kia đúng không? Đó thì tùy từng bài. Thì thầy gọi gọi tổng quát đó là phần tử nhá, thuộc ít nhất một trong ba tập hợp. Thuộc ít nhất một trong ba tập hợp. Đó, nếu mà vòng tròn A là số sinh giỏi toán đúng không? B là giỏi lý, C là giỏi anh. Đó thì cái đây sẽ là số các bạn học sinh giỏi ít nhất một một trong ba môn. Số các bạn học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn. Đó thì ở đây mình sẽ có được là A đây là hợp B hợp C nhá. Có nghĩa là mình sẽ lấy cả ba vòng tròn đấy. Mình sẽ lấy cả ba vòng tròn này, tổng của cả ba vòng tròn này. Tổng của cả ba vòng tròn này thì sẽ bằng, nếu mà có ba tập hợp thì công thức nó hơi bị dài một tí. Công thức của nó hơi bị cồng kềnh. Đó là số phân tử tập hợp A này cộng số phân tử tập hợp B cộng số phân tử tập hợp C trừ đi số phân tử của A hợ giao B. Đấy là A giao B trừ đi số phân tử của B giao C trừ đi số phân tử của C giao A rồi cộng với số phân tử của A giao B giao C. Đó, nếu mà có ba tập hợp thì mình sẽ dùng công thức này để mình xử lý. Hơi dài một tí nhưng không không không. Bạn chỉ cần nhớ cái này thôi, chỉ cần nhớ đúng cái này thôi. Đó thì đề bài nó sẽ hỏi, có thể cho đây là x, nó có thể cho đây là x, có thể cho đây là x. Đó thì cái nào là x cũng được, mình lắp vào thôi, mình tìm x ra là xong thôi. Thì mình sẽ luôn luôn mình có một cái phương trình này để mình làm cho tất cả các bài. Đó, không phải nhớ quá nhiều thứ. Rồi nhá. Nhưng mà cái câu này thì không cần dùng cái này đúng không? Chỉ dùng hai cái này là dùng cái hai tập hợp thôi là được rồi. Vậy thì câu số 6 đáp án chính xác là đáp án C đúng không? Rồi chuyển tiếp sang nào, câu câu khác nào, chuyển tiếp vào câu khác đi. Câu số 7. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn? Bậc nhất và phải có hai ẩn. Nghĩa là x, nghĩa là phải có hai ẩn xi và xi mũ 1, bậc bậc nhất là mũ 1 đấy. Vậy thì câu số 7 thôi, câu 7 thì làm luôn, câu số 7 đáp án A đúng không? À không phải à? Không phải thì nó là đáp án B nhá, không phải nó là đáp án B. Không phải đó là đáp án B. Thì nhiều bạn lại hỏi là tại sao đáp án C lại là bậc nhất mà lại hai ẩn mà không thấy ẩn ở đâu cả, không thấy ẩn y ở đâu cả. Thì nếu mà không có ẩn y thì hệ số của nó bằng 0 ấy. Bình thường là tổng quát bậc nhất hai ẩn nó có phương trình như này. Bậc nhất hai ẩn nó sẽ có dạng như này. Lớn hơn 0 hoặc nhỏ hơn 0 đúng không? Đây. Bậc nhất hai ẩn nó sẽ có dạng như này. Không có y có nghĩa là B của nó bằng 0 đấy. Không có y có nghĩa là B của nó bằng 0 đâu. Không có x thì có nghĩa là a bằng 0. Đó thì ở đây C với D đều được coi là bậc nhất hai ẩn nhá. Có mỗi đáp án B thôi. Đáp án B mọi người nhân ra đúng không? Mình được là x bình thôi. Cộng với xi đúng không? Đây khỏi bậc nhất hai ẩn rồi. Không phải bậc nhất là cái chắc chắn rồi. X bình làm sao bậc nhất được đúng không? Đáp án chính xác là đáp án B nhá. À không phải mà thì nó là đáp án B. Ok, vậy câu số 11 như sau. Câu 11. X lớn bằng 0. X cộng y nhỏ hơn bằng 5. 3x trừ y lớn hơn 1. Đây bảo là điểm M có tọa độ là, nó tay quá, có tọa độ là M với cả M cộng 1, không thuộc vào miền nghiệm. À, một câu cũng tương đối lạ đúng không? Gọi lạ phết đấy. Không thuộc vào miền nghiệm. Bình thường là mình chỉ tìm miền nghiệm thôi, nhưng mà đề bài nó lại cho một câu tương đối lạ là một cái điểm M có tọa độ như này và không thuộc vào miền nghiệm, thì tất cả các giá trị của tham số M là tất cả các giá trị của tham số M, sau đáp án nó lại là M lớn. Cái đề này không ổn lắm nha, lẽ ra là nó phải là M nhỏ đấy, nó phải là M nhỏ. Đúng rồi, nó phải là M nhỏ đấy nhá. Vì bây giờ có 4 đáp án đúng không? Có 4 đáp án đó là, nào, bây giờ nhá, để giải câu này nhanh thì mình làm như nào? Thì đôi khi ở trong bài tập trắc nghiệm ấy, ở trong bài tập trắc nghiệm thì mình không cần phải làm tất cả mọi thứ ra. Mình không phải làm tất cả mọi thứ ra, nhưng mình vẫn có thể khoanh được đáp án chính xác, thì nó gọi là cái hình thức gọi là phi tự luận. Đó nghĩa là mình có thể không cần phải làm cụ thể ra, nhưng mà mình vẫn có thể khoanh đáp án chính xác bằng cách là mình thử đáp án.
Đó, nó sẽ nhanh hơn, đôi khi nó sẽ nhanh hơn cả việc là mình làm cụ thể ra. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau làm nhá. Thì bây giờ mình thử đây. Nếu mà m bằng rỗng này thì thôi không thử, không được thử cái gì nữa cả rồi. Thì bây giờ mình thử đáp án B nhá. Bây giờ mình thử đáp án B xem có đúng không này. Thì thử bằng cách nào? Đó là bây giờ mọi người lấy một giá trị bất kỳ mà thỏa mãn đáp án B. Đó thì ở đây để bà cho là m chạy trong nửa khoảng đúng không? Từ 1 tới 2. Thì bây giờ mọi người lấy một giá trị bất kỳ nằm trong cái nửa khoảng này giúp thầy nào. Chạy trong khoảng từ 1 đến 2 thì mình lấy một giá trị bất kỳ nào, lấy bao nhiêu? Lấy 1,5. Thế theo thầy thì nên lấy 2 luôn nhá. Theo thầy nên lấy cả 2 luôn, theo thầy nên lấy 2. Theo thầy nên lấy 2. Theo thầy nên lấy 2. Ở đây bằng 2 được đúng không? Thì bây giờ m bằng 2. Vậy thì bây giờ mình sẽ thử m bằng 2 nhá. Ở đáp án B này thì mình sẽ thử m bằng 2, mọi người tập trung nhá. Thì đây là cái cách làm mà mình sẽ gọi là thử đáp án đấy, mình thử đáp án. Thì đây mình sẽ lấy m bằng 2. Thì nếu m bằng 2 mọi người lắp vào đây thì mình có được điểm m lớn của mình sẽ có tốc độ bao nhiêu nhỉ? 23. 23. Rồi bây giờ mình kiểm tra xem được là cái điểm m lớn này nó không thuộc miền nghiệm có đúng không? Không thuộc ở miền nghiệm có nghĩa là nó sẽ một trong ba cái này bị sai. Một trong ba này bị sai vì nó không thuộc miền nghiệm mà. Đó thì một trong ba phương trình này nó sẽ bị sai. Thì bây giờ mình thử nhá. 2 3 vào đây, x bằng 2. 2 vào đây có đúng không? Đúng này. 2 3. Đúng này. 2 3 đúng này. 2 vào đây. 6 này. 6 trừ 5. 6 trừ 5 là bằng 6 trừ 5 là bằng 1 đúng không? 1 lớn hơn 1. Lớn hẳn. 1 lớn hẳn 1 sai nhá. 1 lớn hẳn 1 sai. 1 lớn hơn hẳn 1 sai. Rồi vậy thì cái này ok, cái này đề bài nó bảo không thuộc nhá, không thuộc nghĩa là mình cần sai. Không thuộc có nghĩa là mình cần sai. Ở đây nó có sai ở cái dưới này rồi. Vậy thì đây cái điểm m của mình có được này, cái nếu mà m bằng 2 thì nếu m bằng 2 thì thỏa mãn đề bài. Thì nếu m bằng 2 thì cái điểm m mình không thuộc ở miền nghiệm thì ok nhá. Nhưng mà ở đây chưa 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 ổn lắm, bởi vì nếu m bằng 2 đúng. Nếu m bằng 2 mà đúng thì đáp án D cũng đúng không? Đáp án D cũng có m bằng 2 không? Đáp án D cũng có m bằng 2 đúng không? Thì bây giờ mình phải xem được là B với D đáp án nào chính xác này. Thì bây giờ mọi người lấy một cái điểm nữa thuộc đáp án D mà không thuộc đáp án B nhá. Lấy một điểm thuộc đáp án D mà không thuộc đáp án B để mình xem là đáp án nào chính xác. Bởi vì nếu mà mình lấy m bằng 2 thì cả hai đáp án B và D đều có m bằng 2. Vậy cả B và cả D đang đang hiện tại đang đúng nhá. Bây giờ mình phải lấy một cái điểm nào đó nó thuộc đáp án D mà nó không thuộc đáp án B nhá. Thì đây mình lấy m bằng mấy nhá? Mình lấy m bằng 0 đúng không? Mình kiểm tra nếu m bằng 0 mà thỏa mãn thì mình khoanh B. Mình khoanh D. Đó, nếu m bằng 0 mà không thỏa mãn thì mình khoanh B. Thì bây giờ m bằng 0, m nhỏ bằng 0 thì m có m lớn của mình sẽ bằng. Đáp ở đây mình sẽ m lớn bằng bao nhiêu nhỉ? 0 1. 0 1. Bây giờ mình thay vào đây. Mình đang cần không thuộc của miền nghiệm nhá. Có nghĩa là một trong ba cái này nó phải không thỏa mãn. Thì bây giờ mình lắp vào này. 0 lắp vào đây, x bằng 0, 0 lớn bằng 0 đúng. 0 1 0 cộng 1 nhỏ bằng 5 đúng. X bằng 0 lắp vào đây. 0 trừ đi 1. 0 trừ đi 1 lớn hơn 1. Trừ 1 lớn 1 sai đúng không? Sai 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 thì đây sai sai thì mình lại cái điểm M lại thỏa mãn nhá. Vì mình đang cần là không thuộc miền nghiệm mà. Vậy thì mình cần một trong ba cái này sai. Đó, ít nhất một trong ba cái này sai vậy thì điểm M đấy có thỏa mãn đề bài. Vậy thì ở đây mình khoanh đáp án D nhá. Mình khoanh đáp án D. Đó, vậy thì điểm này thỏa mãn đúng không? Mà điểm này không thuộc đáp án B mà. Cái điểm M này không thuộc đáp án B. Vậy thì ở đây đáp án B không phải đáp án đầy đủ, không phải đáp án đầy đủ. Đó, đáp án D mới là đáp án đầy đủ. Đó thì đấy là có cái kiểu thử đáp án. Mọi người chỉ việc thử đáp án thôi. Đôi khi bài tập trắc nghiệm mình không cần phải giải cụ thể ra. Rồi, tiếp theo câu số 12. Câu số 12 các bạn đã học vector rồi thì các bạn có thể làm được câu số 12 thôi. Câu số 12 gì nhỉ? Nối đuôi thôi đúng không? Nối đuôi. Câu 12 đáp án chính xác là đáp án A. 12 đáp án A. Nối đuôi đúng không? Câu 12. Bạn nào học rồi thì bạn sẽ biết đúng không? BA. Các bạn là chưa vector. Chưa vector có hai bạn. Okay. Rồi, vậy thì hai bạn có thể không cần phải chữa câu này, những bạn còn lại thì chữa nhá. Thì ở đây các bạn A được đúng luôn này, nối đuôi thì mọi người chỉ việc cho cái này chuyển thành đằng sau thôi là xong, là nối đuôi được đúng không? Thì nó sẽ thành là CB cộng với AB. À xin lỗi, CB cộng với BA. Đó, nối đuôi được này, nối đuôi được với nhau này. Đó, thành CA đúng không? Nối đuôi thì bỏ cái giữa đi, thành còn CA thôi. Đó, vậy thì đúng đúng không? Đáp án A đúng.
Đàn B nó phải là gì nhỉ mọi người nhỉ? Nếu mà đúng rồi nó phải là gì? Nó phải là CB. Nó phải là CB. Đáp án C mà đúng thì nó phải là gì? Chuyển trừ thành cộng nào? Trừ AC thành cộng gì? Cộng cộng CA, vậy nó phải là đáp án gì nhỉ? CB đúng không? Nó phải là CB, phải BC đúng không? Còn AB cộng AC bằng BC thì sai rồi, không phải quy tắc nối đuôi rồi. Ok, thank you. Tiếp theo câu số 13, bạn nào mà học vector thì chữa nhá, bạn nào không phải học vector thì thôi. Câu số 13, trong tam giác ABC có 3 điểm KMN là trung điểm của ABAC. Rồi, câu 13. ABC KMN là trung điểm của AB, K trung điểm AB. M trung điểm BC. N trung điểm AC. Đề bài bảo là vector nào xoay cùng phương nghĩa là có giá song song hoặc trùng đúng không? Không cần phải cùng chiều nhá. Không cần phải cùng chiều, chỉ cần có giá song song hoặc trùng là được rồi. Với cả vector KN. Với cả vector KN. Đó, mọi người nhìn vector KN ở trong hình. Đáp án A nhá, CB. Có đúng không? Đúng đúng không? Đó, vector, hai vector mà có giá song song hoặc trùng nhau, giá là đường thẳng đấy, giá là cái đường thẳng đi qua vector. Song song hoặc trùng nhau thì là hai vector cùng phương, không cần phải cùng chiều đâu, không cần phải cùng từ trái sang phải, từ từ M sang N như này đâu. Nó chỉ cần có giá song song hoặc trùng nhau là được rồi. Vậy đáp án A đúng luôn nhá, CB. CB đúng luôn. Khoanh đáp án A thôi. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là đáp án câu câu số 14, tức là câu số 14. Câu 14. Nào, câu 14 này hướng dẫn cho mọi người cách làm câu 14 bằng cách trắc nghiệm nhá. Bằng hình thức trắc nghiệm này. Câu số 14 mọi người lấy hết máy tính ra, thầy hướng dẫn mọi người cách làm câu số 14. Bằng hình thức trắc nghiệm. Ở đây thì bài cho tan của alpha. Đó, câu này nhá, mình không cần phải làm tự luận. Còn bấm máy tính là ra được kết quả. Nhưng mà bấm như thế nào? Bấm phải khéo mới ra được. Ở đây mình có sin alpha chia cho căn 2. Đây là một câu, cũng là một câu gọi là một câu chống bấm máy tính đấy. Nhưng mà mình bấm khéo vẫn có thể bấm được. Vẫn có thể bấm được cái này. Bằng căn của M chia cho N. Và đề bài nó hỏi là MN là các số nguyên nhỏ hơn 5. MN là các số nguyên nhỏ hơn 5. Tính M bình trừ N bình. Tính M bình trừ đi N bình. Rồi. Thì bấm máy tính câu hỏi như sau này. Thì đầu tiên đó là đề bài sẽ hay hay cho mình một cái sin alpha hoặc là cos alpha hoặc tan alpha bằng bao nhiêu đấy. Và từ đây thì mọi người có thể bấm máy tính để tìm ra alpha bằng cách là mình bấm máy tính đúng không? Ở đây mình có thể Casio nhá. Là alpha sẽ bằng là mọi người bấm cho thầy shift shift tan đúng không? Shift tan căn 2. Shift tan căn 2. Shift tan căn 2. Đó, tan alpha bằng bằng căn 2, vậy thì alpha của mình sẽ bằng bậc shift tan căn 2. Rồi, sau khi mình có alpha rồi, các bạn lắp alpha vào 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 cái vị trí này thì mọi người nhập cái biểu thức này vào trong máy tính nhá. Sin của alpha ở đây thì mọi người sẽ nhập là sin của cái kết quả cũ nhá. Ở trong máy tính có cái đây cái chữ an đúng không? Là kết quả cũ đúng không? Chính là cái alpha mình vừa tìm được ở trên đấy. Đó thì mọi người bấm cái này nhá. Căn 2 nhân sin của an đúng không? Cái nút an là nút kết quả cũ đấy. Cộng với cos alpha là cos an đúng không? Rồi bấm bao nhiêu? Bấm bao nhiêu nào? Rồi nó ra số thập phân đúng không? Nó ra số thập phân, vậy thì xử lý như nào đây? Số thập phân là đúng rồi, bởi vì ở đây nó có căn này, ở trong biểu thức của mình nó có căn đúng không? Thì bây giờ nó bị số thập phân là đúng rồi, bởi vì cái căn này là một số xấu. Căn này là một số xấu. Vậy thì bây giờ mình muốn biết nó bằng căn của bao nhiêu nhá. Mình muốn biết nó căn của bao nhiêu là thì mình làm cái động tác như sau này, phải khéo léo đoạn này. Các bình phương lên. Các bình phương lên. Mũ 2 nào, mũ 2 kết quả đấy, mũ 2 kết quả đấy. Bao nhiêu? 2/9, vậy nó sẽ là căn của 2/9. Hiểu ý tưởng không nhỉ? Bình phương lên cho mình lại căn không? Bình bình phương cái kết quả lên nó được 2/9 đúng không? Xong mình lại căn nó, vậy thì nó sẽ là căn của 2/9 đấy. Kết quả đây sẽ là căn của 2/9. Căn của 2/9 nó bằng căn 2/3 đúng không? Căn 2/3, vậy thì đây mình có được M bằng 2. Mình có được M bằng 2 và N mình sẽ bằng M bằng 2, N bằng 2 đúng không? M bằng 2 và N bằng 3. Đó, thì đây là cái
cách mà mình bấm máy tính câu này. À, bấm cũng phải khéo léo đúng không? Không phải là bấm ra số thập phân cái là mọi người tịt luôn. Thường là bấm ra số thập phân thì mọi người không thể đưa về cái dạng căn này được. Thì bình phương lên nhá. Bình phương lên xong lại căn lại. À, bình phương lên thì mọi người sẽ nhìn thấy nó là một số đẹp. À, xong lại căn cái số đấy. Vì mình bình phương lên rồi mà thì mình phải căn nó lại, mình làm trở lại về kết quả cũ. Thì bình phương lên thì mình sẽ nhìn nó là 2/9 và kết quả của mình sẽ là căn của 2/9. Đó. Thì ở đây mình có được m bằng 2 đúng không? N bằng 3 và thì ở đây mình có được đề bài hỏi là m bình trừ đi n bình. Vậy nó sẽ bằng là 4 trừ đi 9 là bằng âm 5. 4 trừ 9 bằng âm 5 là chính xác là bằng C. Đó, thì tất cả những cái câu về lượng giác ở trong bài, những câu lượng có sin cos tan ở trong bài ấy, thì ở trong chương trình lớp 10 của mình thì mình tất cả hầu như đều bấm máy tính được hết. Đó, mình hay bấm theo kiểu như này nhá. Đó, đề bài thứ hai cho mình sin cos tan bằng bao nhiêu này thì mình bấm để tìm mã alpha. Sau đó mọi người thay cái alpha vào trong cái biểu thức mà mình cần phải tính thôi. Đó, thay cái alpha vào là sao? Đấy, câu số 14 sau. Tiếp theo, câu số 15. Câu số 15 là một câu của vector nữa nhá. Thì bạn nào học vector thì mọi người chữa câu này vào. Còn bạn nào chưa học vector thì thôi, nghe thôi. Bạn nào không 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 thi vector thì có thể làm câu 16 nhá. Bạn nào chưa học vector thì có thể làm câu 16 luôn. Câu số 15. Đề bài cho tam giác ABC vuông cân tại A, vẽ hình nhá. Vuông cân tại A, nghĩa vừa vuông lại vừa cân. Vừa vuông lại vừa cân. Có độ dài AB bằng A. AB bằng A thì AC bằng A thôi. AB bằng A thì AC bằng A đúng không? Vuông cân mà. Điểm gọi điểm D là điểm sao cho vector BD bằng vector AC. Vector BD bằng vector AC. Nào bây giờ mình chấm điểm D nào. Mình chấm điểm D làm sao cho chuẩn. Vector BD bằng vector AC, vector AC đi theo chiều này. Vector AC đây. Thì vector BD bằng vector AC đúng không? Vậy điểm D nó phải nằm ở dưới nằm ở trên nhỉ? Nó nằm ở trên đúng không? Và bằng nhá. Hai vector bằng nhau, hai vector có cùng chiều và cùng độ lớn luôn. Vậy AC đi hướng lên trên đúng không? Thì BD phải hướng lên trên như này. Và có độ lớn bằng nhau, D điểm D nhá. D điểm D. Sau đây bài nó yêu cầu là mình tính độ dài vector CD. Tính độ dài vector CD. Ở đây bạn nhìn thấy độ dài vector CD có phải bằng độ dài của AB không? Đây là một hình chữ nhật đúng không? Đây là hình chữ nhật, mình có độ dài của CD bằng độ dài của AB và bằng mấy nhá? Bằng A luôn đúng không? Kết quả mình sẽ ra đáp án A nhá. Bằng A. Họ nhìn vào hình vẽ là các bạn thấy được luôn thôi. Không phải nói quá nhiều. Tiếp theo, câu số 16, một câu hệ thức lượng. Rồi mọi người suy nghĩ câu 16 là thầy muốn tất cả mọi người đều làm được câu 16. Bạn làm xong câu 16 rồi thì chuyển sang phần tự luận luôn. Bạn xong câu 16 rồi thì chuyển sang phần tự luận. Cho tam giác ABC B bằng 60 độ, A bằng 75 độ, AB bằng 5. Tính độ dài AC. Rồi. Ok. Cho nhiều góc này mình nghĩ nên dùng cái gì nhỉ? Sin đúng không? Nhiều cạnh hơn thì mình dùng gì? Nhiều cạnh hơn thì mình dùng cos đúng không? Định lý cos đúng không? Nhiều góc hơn thì mình nên dùng định lý sin. Nào ở đây mình muốn tính AC. AC. Nào AC thì phải sin AC thì phải chia cho sin gì nhỉ? Sin của góc đối diện nó. Sin của góc đối diện AC là sin B đúng không? Rồi phải bằng. Nào bây giờ mình phải lấy một cái tương tự nhỏ nữa. Ở đây mình có cạnh AB. Ở đây mình có cạnh AB. Nhưng mà AB phải chia cho sin gì? Sin C. Nhưng mà sin C mình chưa có. Nhưng mà mình tính được góc C hay không? Mình tính được bằng cách là mình sẽ lấy gì nhỉ? 180 độ tổng ba góc đúng không? Nó trừ đi hai góc này là mình ra là góc C thôi. Thì đây 180 thầy nhẩm luôn nhé. 180 trừ đi 60. 120. 120 trừ 75. 120 trừ 75 45 à? 45 đúng không? 45. Rồi. Thì trong cái biểu thức của mình nó chỉ được phép có một thứ không biết thôi. Thì ở đây có mỗi AC chưa biết thôi đúng không? Tất cả biết hết rồi. Tất cả biết hết rồi. Vậy thì lắp vào đây thôi. AC chưa biết để nguyên nhá. Sin B có rồi nhá. Sin B bằng sin 60. AB bằng 5. Sin C bằng sin 45. Vậy từ đây mình sẽ có được AC sẽ bằng AC bạn nhân chéo hai này rồi chia cái đối diện với AC thôi. Hai nhân chéo với nhau chia cái đối diện với AC. Vậy thì mình được là 5 nhân sin 60.
5 nhân sin 60 rồi chia cho sin 45. Rồi bấm hộ máy tính với ra bao nhiêu rồi. Bắt đầu nhớ được, nào nhớ được sin 60 bằng 1, bằng 3 căn 3 trên 2, sin 45 bằng căn 2 trên 2 thì tốt. Rồi không nhớ được thì lắc số vào thôi. Bao nhiêu? 5 căn 6 trên 2. Đó, không nhớ được thì bấm máy nhá. Không nhớ được là bấm máy. 5 căn 6 trên 2 là bản A đúng không? Vậy thì xong phần tự luận, à xong phần trắc nghiệm. Bây giờ chuyển sang phần tự luận nào. Đi vào cho tổ hợp A x thuộc R. Sao cho trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 4. Ý A, sử dụng ký hiệu khoảng, nửa khoảng và đoạn để viết tập hợp A. Quá dễ. Nhìn nhỉ, ngoặc gì? Ngoặc vuông trừ 2 4 ngoặc tròn đúng không? Xác định phần bù của tập hợp A trong tập số thực. Xác định phần bù. Phần bù là phép trừ đúng không? Phần bù là phép trừ trong tập số thực. Số thực là gì đấy? Là R đúng không? Vậy có nghĩa là ý B nó đang bảo mình tính là cái gì? R trừ đi A không? Đó, ý B, ý thì bài nó bảo là R trừ đi A đấy. Thì bây giờ R là cả trục số. R là cả trục số, tôi trừ đi tập hợp A. Tập hợp A là từ trừ 2 cho tới 4. Anh bỏ đi phần này. Bỏ đi phần này. Thì mình lấy hai phần bên cạnh thôi. Lấy mình lấy hai phần ở hai hai đầu này. Nhưng mà chú ý nhé, đây là ngoặc vuông thì cái phần còn lại, cái phần ngược lại với nó thì phải là ngoặc tròn, và ngược lại đây là ngoặc tròn thì phần ngược lại với nó là ngoặc vuông. Vậy thì mình sẽ lấy hai cái đầu nhá, mình sẽ lấy hai đầu này, vậy nó sẽ là gì nhỉ? Tập hợp này sẽ là gì? Âm vô cùng cho tới trừ 2 đúng không? Hợp với ngoặc vuông 4 cho tới dương vô cùng. Đó, đây là ý B. Ý C là ý cần phải làm đúng không? Nếu mà mọi người muốn đạt được điểm trên điểm 8 đúng không? Trên điểm 8 ở mức độ 8 đến 9, 8, 9, 10 đó, thì phải làm được những cái ý C ở trong các câu hỏi. Thì ý C thì bài bảo là tập B của mình có dạng là x thuộc R. X trừ M nhỏ hơn hoặc bằng 0. Rồi, cái này có nghĩa là x nhỏ hơn hoặc bằng m đấy. Đúng không? X trừ m nhỏ bằng 0 thì thầy chuyển trừ m sang về cái này đó. Thì là x nhỏ bằng m đúng không? Thì bây giờ mọi người viết lại cho thầy tập hợp B dưới dạng tập hợp nào. Dưới dạng khoảng đoạn đấy. Dưới dạng khoảng đoạn đấy thì tập B của mình sẽ là gì nhỉ? Nhỏ hơn hoặc bằng m của mình sẽ là gì? Viết dạng khoảng đoạn đấy. Nhỏ hơn hoặc bằng m của mình sẽ là âm vô cùng cho tới m ngoặc vuông không? Rồi. Bây giờ đề bài nó bảo là tìm tất cả các trị thực của tham số m để a giao b chứa ít nhất hai số nguyên. A giao b chứa ít nhất hai số nguyên, hình như là Nga buổi buổi tuần trước có hỏi một câu kiểu kiểu như này đúng không? Có đúng không em đúng không? Có ít nhất hai số nguyên thì phải. Rồi bây giờ mình cùng nhau làm nhé. Ở đây thì bài bảo là a giao b chứa ít nhất hai số nguyên, chứa ít nhất à bài của bạn Nga tuần trước hỏi như là có đúng đúng không? Có đúng 8 phần tử cái gì đó đấy. Và đây là có ít nhất nhá. Hai số nguyên. Rồi, thì câu này mình sẽ xử lý như sau này. Đó là mọi người vẽ trên tập hợp thôi. Mọi người vẽ là trên tập hợp thôi. A giao B, giao là phần chung đúng không? Giao đây là phần chung thì bây giờ mọi người vẽ này. Vẽ trục số ra. Tập A trước nhá. Tập A, A đây. A là từ trừ 2 đến 4, trừ 2 có lấy dấu bằng. Trừ 2 cho tới 4. Tập B của mình âm vô cùng tới M đúng không? Âm vô cùng tới M. Thì bây giờ thầy không biết là cái M là bao nhiêu cả. Thì mọi người cứ vẽ một cái bất kỳ thôi. Vẽ một cái M bất kỳ nha. Vẽ M ở đâu cũng được. Vẽ một cái M bất kỳ. Âm vô cùng để mình dễ, dễ dễ tưởng tượng. Âm vô cùng là từ phần này đúng không? Đến M. Thì thầy cứ cho M giữa giữa này nhá. Cho M giữa đây nhá. Âm vô cùng đến tới M. Đây. Rồi. Thì bây giờ tập hợp A tập hợp thứ hai từ từ trừ 2 đến 4 này rồi này, tập hợp B của mình sẽ là từ âm vô cùng đến M, nghĩa là lấy hết cả phần này, lấy hết từ từ cuối này đến đoạn M này. Rồi thì ở đây A giao B chính là phần chung đúng không? Phần chung là phần này. Phần chung là phần này. Thì bây giờ đề bài nó bảo là có chứa ít nhất hai số nguyên. Có chứa ít nhất hai số nguyên thì các bạn nhìn vào hình này thì ở đây mình thấy được là đây là phần chung này, cả đây là phần chung này, thì đầu tiên nó có chứa số nguyên là số nào rồi? Số trừ 2 rồi đúng không? Số trừ 2 rồi.
Tiếp theo, nó phải chứa thêm một số nguyên nữa. Ít nhất hai số nguyên mà. Vậy thì nó phải chứa thêm cái gì nữa nhỉ? Trừ 1 ở đây đúng không? Trừ 1 ở đây như này. Rồi. Ít nhất nó phải như này. Ít nhất là nó phải như này vì nó có chứa ít nhất hai số nguyên, vậy thì ít nhất nó phải chứa trừ 2 với cả trừ 1. Và nhìn vào trong hình vẽ này, các bạn sẽ thấy được là cái m này nó phải làm sao với cả trừ 1. Cái m nó phải làm sao với trừ 1? Nó phải lớn hơn đúng không? Lớn hơn là cái chắc chắn rồi, nhưng mà có bằng được không? Có bằng được không? Nếu mà bằng thì cái m nó đúng ở vị trí trừ 1 đấy luôn. Thì khi này cái phần chung của mình sẽ là phần này đúng không? Từ trừ 2 đến trừ 1, có lấy trừ 1 không? Có, đây ngoặc vuông đúng không? Có lấy lại trừ 1 đúng không? Vậy thì nếu mà bằng thì vẫn có hai phần tử nhá. Bằng thì vẫn có hai phần tử. Vậy từ đây mình sẽ có được là m của mình sẽ phải lớn hơn hoặc bằng trừ 1. M sẽ phải lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Bằng được. Đó thì đầu tiên đó là mọi người cứ xét những cái câu tìm m này. Thì mình cứ viết cái trường hợp mà không lấy dấu bằng trước. Và sau đó mình thử xem dấu bằng. Nếu mà dấu bằng xảy ra là nó còn đúng không? Thì đây dấu bằng xảy ra thì vẫn còn đúng. Nếu mà m của mình bằng đúng trừ 1. Bằng đúng trừ 1 thì cái phần chung của mình sẽ là từ trừ 1 đến trừ 2. Và cả hai cái ngoặc này đều là ngoặc vuông. Vậy thì mình đều lấy tại hai đầu mút hết. Vậy thì mình có lấy tại trừ 1 với trừ 2. Vậy thì ở đây cũng có trừ 2 số nguyên rồi. Vậy thì dấu bằng có xảy ra ở trong phần này được. Vậy thì m sẽ lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Vậy đó, đây là đáp án của câu C nhá. Rồi, câu bài số 2 nào. Câu số 2. Thời gian tính bằng giờ cần thiết để lắp ráp và đóng gói hai sản phẩm A và B được thực hiện trong bảng dưới đây. Nghe cái quy trình là gồm có hai bước, lắp ráp với cả đóng gói. Thì khi mà sản phẩm A cái gì đây? À số giờ. Ok, vậy thì sản phẩm A thì số giờ để có thể lắp nó là 4 giờ, đóng gói là mất 1 giờ. Sản phẩm B là thời gian lắp ráp mất 4 giờ, đóng gói mất 2 giờ. Tổng số thời gian để lắp và đóng gói sản phẩm lần lượt không quá 400 giờ và 160 giờ. Lợi nhuận thu được khi bán sản phẩm A là 3 triệu, sản phẩm B là 5 triệu. Rồi ok. Câu số 2 nhỉ. Đây nhá, thầy sẽ viết cái này lên đây. Quy trình. Các bạn làm giúp thầy câu A và câu B ở bài bài 2 đi. Câu A câu B mọi người làm được. Câu C bắt đầu mới phải suy nghĩ thôi đúng không? Câu A câu B mọi người làm được. Quy trình lắp ráp và đóng gói sản phẩm A thì lắp ráp mất 4 giờ, đóng gói mất 1 giờ. Sản phẩm B lắp ráp mất 4 giờ, đóng gói mất 2 giờ. Giá bán sẽ thêm một cái dòng giá bán nữa. Sản phẩm A là 3 triệu. Sản phẩm B là 5 triệu. Rồi. Viết hệ điều kiện biểu diễn mối quan hệ giữa số sản phẩm A là X và số sản phẩm B là Y. Thì ở đây đề bài nó đã đặt ẩn hộ mình luôn rồi. Nó đã đặt ẩn hộ mình luôn rồi. X là gì nhỉ? X là gì? Số sản phẩm A. Y là số sản phẩm B đúng không? Thì ở đây mình sẽ có một cái bước là thôi có biết rồi nhá, nhưng mà nếu mà trong bài tập mà đề bài nó chưa cho thì mình phải có thêm cái bước là bước gọi nhá. Nhưng mà ở đây nó gọi sẵn cho mình rồi đúng không? Đó thôi cứ viết đầy đủ các quy trình lại. Nếu mà bài tập chưa có thì mình phải gọi ra nhá. Gọi X là số sản phẩm. Số sản phẩm A. Y là số sản phẩm B. XY lớn hơn 0, thầy nghĩ là thuộc N là xong rồi. Thuộc N là lớn 0 rồi đúng không? Số tự nhiên, số sản phẩm này số sản phẩm mà thì không lẻ được đúng không? Thì XY thuộc N. Nghĩ lớn 0 đấy, lớn 0, lớn bằng 0 được nhá. Lớn bằng 0 được. Nào, viết hệ điều kiện. Nào bây giờ cái XY này nó có những cái điều kiện gì? Để bài bảo là đầu tiên nhá, mình phải có điều kiện là xy luôn luôn có điều kiện xy lớn bằng 0 này. Luôn luôn có hai cái này trước đã, xy lớn bằng 0.
Vì số sản phẩm mà thuộc số tự nhiên đúng không? Thì phải số lớn bằng 0. Tiếp theo này, thì bà cho mình thêm một cái nữa để mình có thể có thêm là tổng số thời gian lắp ráp và đóng gói sản phẩm không quá 400 giờ và 160 giờ kia. Tổng số thời gian để lắp ráp không quá 400 giờ thì thầy muốn mọi người lập cái bất phương trình đấy đã. Số thời gian lắp ráp của cả hai sản phẩm. Tổng số thời gian lắp ráp của cả hai sản phẩm không vượt quá 400 giờ thì mình có phương trình gì nào? Nào, số thời gian lắp ráp của sản phẩm A là 4 đúng không? Nghĩa là một sản phẩm mất 4 giờ. Một sản phẩm thì mất 4 giờ, vậy x sản phẩm thì mất bao nhiêu giờ nhỉ? 4x giờ đúng không? 4x giờ là thời gian lắp ráp của sản phẩm A cộng với thời gian lắp ráp sản phẩm B của mình sẽ là 4y. Thì đây là tổng số thời gian lắp ráp của cả hai sản phẩm này. Và đề bài nó bảo là cái này phải nhỏ hơn, không quá, nghĩa là nhỏ hoặc bằng nhá. Không quá là nhỏ hơn hoặc bằng 400. Tiếp theo, tổng thời gian đóng gói không vượt quá 160 giờ. Thời gian đóng gói sản phẩm A là mất 1 giờ. Một sản phẩm thì mất 1 giờ. Vậy x sản phẩm thì mình mất x nhân 1 đúng không? Là x đúng không? Cộng với 2y. Cộng với 2y. Không vượt quá 160, nghĩa là nhỏ hơn hoặc bằng 160. Rồi, ở đây mình có thể rút gọn được cái bước trình thứ thứ ba này đúng không? Mình có thể chia cho 4 được nhá. Các em có thể chia cho 4 được. Mình được là x cộng y làm sao nhỉ? Nhỏ nó bằng 100 đúng không? Mình có thể chia cho 4 cho nhỏ. Đó thì đây chính là hệ bất phương trình điều kiện của hai ẩn x y. Đó, chắc chắn là có x y lớn bằng 0 rồi, chắc chắn là có x y lớn bằng 0. Đó, còn hai còn lại thì bài cho. Hai còn lại thì bài đã cho. Ý B, biểu diễn hình học của miền nghiệm của hệ vừa tìm được. Nghĩa là bây giờ mình sẽ tìm miền nghiệm bất phương trình này. Mình tìm miền nghiệm bất phương trình này thì ý B nhá. Tìm miền nghiệm bất phương trình là ở bên bên trong này. X cộng 2y nhỏ hơn bằng 60, 160. X cộng 2y nhỏ hơn bằng 160. Rồi. Nào, vẽ cả bốn cái này trên hệ trục có độ nào. Hai cái đầu mình không cần phải nói gì, mình có thể vẽ được luôn. Hai cái đầu không phải nói gì, đến cái 3 4 là bắt đầu mình có thể lấy thêm điểm và tự vẽ sau. Nào, đầu tiên mình vẽ x lớn bằng 0 nào. X lớn bằng 0. Đầu tiên mình vẽ x bằng 0 trước đúng không? X bằng 0 chính là trục gì nhỉ? X bằng 0 thì chính là trục UI nhá. Nào, các bạn chú ý này, bạn nào chưa làm được câu này thì nhìn vào đây. X bằng 0 thì chính là trục UI này. X bằng 0 thì chính là trục UI. Thì bây giờ mình lấy x lớn hơn hoặc bằng 0, vậy thì mình lấy phần bên bên phải hay bên trái nhá. Lớn hơn bằng 0. Bên phải đúng không? Mình sẽ lấy phần bên phải, mình bỏ đi phần bên trái nhá. Bỏ đi phần bên trái. Rồi, tiếp theo y y lớn bằng 0 thì đầu tiên mình vẽ y bằng 0 đã. Y bằng 0 thì chính là trục OX nhá. Y bằng 0 thì chính trục OX. Bạn nào không nói thì nốt vào đây, nốt vào vở đi. OI chính là x bằng 0. OI có phương trình là x bằng 0. Còn OX có phương trình là y bằng 0. Đó thì đầu tiên bắt đầu mình vẽ dấu bằng trước. Cả bốn ngày đầu tiên mình vẽ dấu bằng trước thì đầu tiên là x bằng 0 chính trục OI đúng không? Lớn hơn thì mình lấy phần bên bên phải. Đó, ở đây mình vẽ dấu bằng trước là y bằng 0. Y bằng 0 đây. Y bằng 0 thì chính là trục OX và mình lớn bằng đúng không? Thì mình lấy phần bên trên thôi. Mình sẽ lấy phần bên trên đúng không? Lớn nó bằng 0 mà mình sẽ lấy phần bên trên và mình bỏ đi phần dưới nhá. Đó thì hai cái đầu thầy bảo dễ quá rồi thì mình chả cần phải nói cái gì đâu. Đó, đầu tiên đây, hai cái đầu. Rồi, cái số 3. Cái số 3 bắt đầu mình mới cần phải nói một chút xíu. Số 3. Nghĩa thầy viết ở bên góc này. Số 3, đầu tiên đó là các bạn vẽ thầy được x cộng y bằng 100 đúng không? Vẽ thầy cái đường x cộng y bằng 100. Vẽ đường thẳng dấu bằng đã. Đó, gọi cái này là D D3 nhé, gọi này thẳng là D3 nhé. Ở đây các bạn lấy hai điểm thôi, ở đây lấy hai điểm. Một đường thẳng thì mình lấy hai điểm là mình vẽ được. Đầu tiên mình cho x bằng 0. Ồ, to thế. Rồi, không sao, mình lấy tượng trưng thôi, mình lấy tượng trưng thôi. X bằng 0, y bằng bao nhiêu nhỉ? Y bằng 0, y bằng 100 đúng không? Y bằng 0 thì x bằng cũng là 100 đúng không? Vậy thì đây mình lấy tượng trưng thôi, mình lấy tượng trưng thôi vì số to mình lấy tượng trưng thôi, có nhầm không nhỉ? Rồi. X bằng 0 y bằng 100, x bằng 0 y bằng 100 nó là điểm ở vị trí này. Đó, ở đây các bạn lấy là 100 nhá, lấy tượng trưng thôi, tất nhiên là mình không thể lấy đúng đơn vị được đúng không? Vì số nó khá to. Tiếp theo, x bằng 100 y bằng 0, vậy thì
100 này, mọi người phải lấy sang bên này, nó bằng nhau thế. Đây, đây là điểm 100 không? Đây là điểm 0 100, đây là điểm 100 không. Đó thì mình kẻ Đường thẳng đi qua hai điểm này. Rồi, đây chính là cái đường D3 của mình. nào, thì cái đường D3 này nó sẽ chia thành hai mặt phẳng, phần phẳng bên dưới này và mặt phẳng phía trên này. Thì bây giờ mình lấy phần bên dưới, phần bên trên. Thì bây giờ mình thử đi không? Mình thử thôi, và các bạn hãy thử điểm O 00 đúng không? Điểm O 00 cho dễ. O 00, O 00 gọi lắp vào đây. 0 cộng 0 nhóm 100 có đúng không? Đúng, vậy thì mình sẽ lấy nửa mặt phẳng có chứa điểm O. Mình sẽ lấy nửa mặt phẳng có chứa điểm O, vậy thì mình sẽ lấy nửa bên dưới này đúng không? Mình sẽ lấy nửa bên dưới này và mình bỏ đi nửa trên. Mình đỏ lên nửa trên. Bỏ cái nửa trên. Tiếp theo. Vậy thì xong xong cái số 3 rồi, đến cái số 4. Cái bấm hình số 4, bấm hình số 4. Ở đây các bạn vẽ đường bằng 0 trước, x cộng 2y bằng 160. Bằng 160. Ở đây mình sẽ có được xy đúng không? Không phải xóa, không phải xóa, không phải xóa. Để cái phần này, không phải xóa. Để quản lý C. X bằng 0. Y bằng bao nhiêu nhỉ? Y bằng 0, y bằng 80. Y bằng 0, x bằng 160 đúng không? Rồi. Vậy thì x bằng 0, y bằng 80. 80 nó ở đây. 100 à? Lấy đúng tỷ lệ một tí nhá. X bằng 0 y bằng 80. X bằng 160, 160 nó bên ngoài rồi. Kéo dài một chút. Đây, 160 đây. Đó, 80 đây. X bằng 0 y bằng 80 đây. X bằng 160 y bằng 0 đây, mình nối lại. Rồi, đây là D4. Gọi là D4. Chắc chắn là mình sẽ lấy nửa dưới đúng không? Đây, mình sẽ lấy nửa có chứa điểm O rồi. Bởi vì bây giờ mình bỏ đi, bây giờ mà mình bỏ đi điểm không chứa điểm O nữa. À cũng có thể đúng không? Mình có thể lấy cái tam giác nhỏ nhỏ ở đây đúng không? Nào, bây giờ xem có lấy nửa có chứa điểm O không nào. Thì bây giờ mình thử đi O 00. O 00 mình lắp vào, ở đây mình có được O 00 lắp vào đây mình được là 0 nhỏ hơn 160 đúng đúng không? Vậy thì mình sẽ lấy nửa mặt phẳng có chứa điểm O. Có nghĩa là mình sẽ lấy nửa mặt phẳng phía dưới nhá, mình sẽ lấy nửa mặt phẳng có chứa điểm O, vậy thì mình bỏ đi nửa phẳng phía trên. Bỏ đi nửa phẳng phía trên không chứa điểm O, bỏ đi nửa mặt phẳng này. Vậy thì bây giờ cái miền nghiệm của mình đâu? Cái miền nghiệm của mình nó chính là đây. Cái miền nghiệm của nó chính là cái hình này. Miền nghiệm của mình các đánh đỉnh vào nhá. Đánh đỉnh vào miền nghiệm này. O ở đây là điểm O rồi. Điểm ở đây các bạn gọi là A nhá. Điểm ở đây các bạn gọi là B. Điểm ở đây các bạn gọi là C. Vậy miền nghiệm của mình nó chính là cái tứ giác OABC. Miền nghiệm của mình nó chính là cái tứ giác OABC. Rồi và 4 điểm ABC ở đây mọi người sẽ cần phải nói được tọa độ của nó. Thì điểm O xong rồi, O là bao nhiêu nhỉ? 00 này. A ở đây là bao nhiêu nào? 080. C có rồi, C là 100. B chưa có nhưng tìm được. B chưa có nhưng mà phải tìm B. Ở đây mọi người nhìn thấy B là giao của cái gì đấy? Giao của D3 với D4 đúng không? Thì mình tìm điểm điểm B trước nhá, mình tìm điểm B trước, sau đó mình kết luận rằng là miền nghiệm mình là tứ giác OABC, thì đầu tiên mình tìm điểm B trước đã. Thì ở đây mình có, bạn ghi thầy nhá, có B là giao điểm của D3 cắt D4. Đây là giao điểm B à. Nghĩa là cái miền nghiệm của mình nhá thì nó là một cái tứ giác hoặc là một cái tam giác và mọi người sẽ cần phải có được tọa độ của các cái đỉnh, vì mình còn làm ý C nữa. Mình còn dùng để mình làm ý C nữa là bài tập tìm minmax nữa, thì mọi người phải tìm được các cái đỉnh của cái đa giác miền nghiệm. Thì đây mình có ba ba đỉnh mình biết rồi, cái điểm B đấy mình chưa biết thôi. Thì đây mình có được B là giao của D3 và D4 nhá. Điểm B là giao của D3 D4, vậy thì từ đây mình sẽ có được tọa độ điểm B. Tọa độ điểm B sẽ phải thỏa mãn được hệ phương trình của D3 với D4. Tọa độ điểm B sẽ phải thỏa mãn hệ phương trình của D3 với D4. D3 của mình là x cộng y bằng 100. D4 của mình là x cộng 2y bằng 160. Rồi, ở đây mọi người có thể bấm máy tính để ra là kết quả nhanh cho thầy luôn nhé. Bấm hết máy tính hệ hệ phương trình đây. Hệ phương trình. X bằng bao nhiêu? 40, y bằng 60. Rồi, vậy từ đây mình có được điểm B của mình sẽ là 40, 60. Rồi, và bây giờ mình khẳng định rằng miền nghiệm này
Từ đây mình sẽ suy ra được miền nghiệm là tứ giác ABCD. OABC chứ nhầm. OABC. OABC. Trong đó O là 00. A là 080. B là 40-60 vừa tìm xong. Và C là 100-0. Đó, thì kết luận nhảy là xong ý B. Rồi bây giờ chuyển sang ý C, ý cuối. Ý C đó là cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để lợi nhuận thu được là lớn nhất. Cần phải sản xuất, nghĩa là XY bằng bao nhiêu đấy, để cho cái lợi nhuận thu được là lớn nhất. Thì bây giờ là bán sản phẩm A là được 3 triệu một sản phẩm. Bây giờ mình mới nhìn vào cái giá bán này. Bây giờ mình mới nhìn vào cái giá bán. Bản A là 3 triệu một sản phẩm, sản B là 5 triệu một sản phẩm. Vậy thì cái doanh số mình thu được khi mà bán sản phẩm A và sản B là bao nhiêu nhỉ? 3 triệu nhân x đúng không? Có x sản phẩm A mà, mỗi sản phẩm là 3 triệu mà. Thì ở đây thì để là 3 nhân x nhá. Cộng với 5 nhân y, đơn vị là triệu, đơn vị là triệu. Triệu đồng. Rồi. Bây giờ mình phải tìm cái mắc của cái P này. Và đã cho mọi người cái hướng dẫn để các bạn làm cái câu này rồi. Đó là cái mắc của cái biểu thức P này nó sẽ đạt được tại một trong bốn đỉnh của miền nghiệm. Đó, min hoặc mắc nhá. Min hoặc mắc nó sẽ đạt tại các cái đỉnh của miền nghiệm. Min hoặc mắc đề bài sẽ đạt, nó sẽ đạt tại các cái đỉnh của miền nghiệm. Thì bây giờ mình thay từ điểm A, điểm B, điểm C, à điểm O, điểm A, điểm B, điểm C vào trong biểu thức P này. Thì xem là nó mắc ở đâu. Thì cái nào lớn nhất thì nó là mắc, cái nào lớn nhất của nó thì là mắc. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau làm này. Nhắc lại nhá, min mắc của một cái biểu thức mà đề bài cho một cái hệ bất phương trình trước rồi này, cho một hệ bất phương trình trước rồi này, đây chính là IA IB nhá. Thì min mắc của cái phương trình này, của cái biểu thức này, nó sẽ đạt tại các cái đỉnh của miền nghiệm. Đạt tại các cái đỉnh của miền nghiệm ở đây nó chính là đạt tại O này, A hoặc B hoặc C đấy. Thì bây giờ mình kiểm tra nó đạt tại điểm nào nhá. Bây giờ mình thử cả 4 điểm thôi. Mình thử cả 4 điểm thay vào đây. Xem cái nào đạt mắc thì đấy là cái nào lớn nhất thì nó là mắc. Thì bây giờ mình sẽ thử này. À, cái này có công nhận nhá, cái được công nhận luôn, các bạn được dùng luôn nhá, không phải chứng minh cái gì cả. Thì bây giờ mình kiểm tra tại O, chắc chắn là không phải rồi, nhưng mà thôi vẫn phải viết vào nhá. Tại O00 này. Tại O00 thì mình có P bằng 00 đúng không? Thì P bằng 0 nhá, thì chắc chắn đây không phải mắc rồi. Tiếp tại B. À, tại A trước đi, tại A. A là 080. A là 080. Các bạn lắp vào đây. X bằng 0 y bằng 80. X bằng 0 y bằng 80, vậy P của mình sẽ bằng 3 x 0 là 0 này, cộng với 5 x 80 đúng không? 3 x 0 cộng với 5 x 80. Chỗ nào có x thay bằng 0, chỗ y thay bằng 80 thôi. Ở đây mình sẽ được là 400 đúng không? P bằng 400. 400 triệu. Tại điểm B. B của mình là vừa tìm xong 40-60. B là 40-60. Thì mình có P của mình sẽ bằng 3 x 40 cộng 5 x 60. 3 x 40 120. 5 x 60 300. 420. Tại C. C là 100-0. C là 100-0, mọi người lắp vào, vậy mình có P bằng 3 x 100 x 3 x 100 này cộng với 5 x 0 thì bằng 300 đúng không? Rồi, vậy thì đây mình thấy đặt mắc bằng bao nhiêu nhỉ? Cái là lớn nhất nhỉ? 420 là lớn nhất đúng không? 420 là lớn nhất, vậy thì nó sẽ đặt mắc tại B, có nghĩa là mình sẽ phải sản xuất 40 sản phẩm loại A và 60 sản phẩm loại B thì nó sẽ đặt mắc. Đó, có hai câu hỏi nhá. Có hai câu hỏi đây, nó có thể hỏi là mắc bằng bao nhiêu? Mắc bằng bao nhiêu thì nếu mà đề bài hỏi mắc bằng bao nhiêu thì nó là 420. Còn nếu mà đề bài hỏi mắc tại đâu hoặc là mắc khi mà phải sản xuất số lượng như thế nào thì ở đây đề bài hỏi gì nhá? Đề bài hỏi là mắc
cần phải sản xuất bao nhiêu loại đúng không? Cần phải sản xuất bao nhiêu loại thì có nghĩa là mình phải sản xuất 40 loại 1, 40 loại A và 60 loại B nhá. Đó, còn nếu mà đều hỏi mắc bằng bao nhiêu thì nó mắc bằng 420. Đó thì ở đây mình sẽ kết luận, ở đây thì mình sẽ kết luận theo kiểu như này đúng không? Đó là mình sẽ cần phải sản xuất. Vậy từ đây mình sẽ suy ra P mắc khi x bằng 40 và y bằng 60. Đó thì mình kết luận cái này là sao? Vậy thì cái lợi nhuận mình thu được tối đa khi mà sản xuất được 40 sản phẩm loại A và 60 sản phẩm loại B thì sẽ cái lợi nhuận mình thu được là tối đa. Đó.